Xin kính chào quý khán giả đã trở lại với chuyên mục Vấn đề sự kiện và bình luận của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị, vậy là một năm học nữa lại kết thúc và trên khắp các cái trang mạng xã hội lại đầy ắp những cái bài viết khoe thành tích của con em mình. Đó là niềm vui, niềm tự hào của cha mẹ về con em mình. Nhưng niềm vui và tự hào ấy liệu thực sự có được thể hiện rõ trong thực tế? Hay chỉ là trong chốc lát ở trên không gian mạng mà người ta vẫn thường gọi nôm na là sống ảo? Cũng từ việc sống ảo đó mà có thể vô tình biến niềm vui của người này thành nỗi buồn của người khác. Bởi với những trẻ không đạt được thành tích thì rất dễ bị cha mẹ lấy thành tích của con người khác ra để so sánh. Tích cực thì là so sánh để nêu gương, để làm động lực cho con em mình. Và ngược lại, nếu mà tiêu cực thì là lấy thành tích của con em người khác để mắng chửi chê bai con mình. Điều đó thì khiến cho trẻ dễ vào rơi vào tình trạng là bức xúc, khó chịu hay là tức giận và nảy sinh những cái hành động tiêu cực, nguy hại hơn cả, có thể ảnh hưởng đến cả tính mạng của con trẻ. Và điều chúng tôi đang đề cập chỉ là một ví dụ cho muôn vàn những cái tình huống ứng xử của người lớn với con trẻ. Còn giữa con trẻ ứng xử với người lớn thì thế nào? Hay là mọi thành viên trong gia đình thì ứng xử với nhau ra sao là yếu tố nền tảng để giữ hòa khí trong gia đình? Nhưng ngoài việc ứng xử, thì để xây dựng gia đình trở thành tế bào lành mạnh của xã hội còn cần những yếu tố nào? Và mỗi người, mỗi nhà cũng như là các cơ quan chức năng, các cấp thì cần làm gì để mỗi gia đình, một thế giới thu nhỏ được phát triển toàn diện và bền vững? Đây sẽ là nội dung xuyên suốt mà chúng tôi muốn thông tin, đề cập, phân tích trong chương trình hôm nay với chủ đề Gia đình, tế bào của xã hội, nhân hướng tới chào mừng kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Và trước hết thì mời quý vị cùng theo dõi những cái thông tin trong clip sau đây để phần nào thấy rõ hơn về điều này. Xưa nay, gia đình được xác định là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống và là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng, giáo dục nhân cách con người. Gia đình còn là nơi lưu giữ, bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, là pháo đài chống lại tệ nạn xã hội. Vai trò của gia đình đối với xã hội nó được thể hiện trong 4 cái nội dung. Thứ nhất là gia đình là cầu nối với xã hội. Thứ hai là gia đình là tổ ấm. Và thứ ba là gia đình là cái nguồn nhân lực đối với xã hội. Và thứ tư là gia đình là cái nơi mà bảo tồn cái văn hóa truyền thống của các dân tộc. Cũng theo bà Nguyễn Thị Loan, đối với mỗi quốc gia thì gia đình được coi là một tế bào xã hội có tính sản sinh. Bởi vậy, với mỗi công dân Việt Nam, dù họ là ai, làm gì, ở đâu, thuộc vị trí nào, thì gia đình luôn là một trong những mục tiêu để mỗi người phấn đấu xây dựng và phát triển trong đời sống. Giờ vẫn cảm thấy là nếu như một xã hội tốt đẹp lên thì mỗi gia đình và là một cái cá thể riêng thì phải luôn luôn làm những điều tích cực để cho bản thân tốt thì mới giúp được cho xã hội ngày càng tiến lên. Đối với sự phát triển của xã hội, trong bất kỳ giai đoạn phát triển nào, sự vững vàng bền bỉ của nền tảng gia đình cũng sẽ là yếu tố quyết định đến sự giàu mạnh, thịnh vượng của đất nước. Cho nên việc quan tâm, coi trọng đến yếu tố gia đình chính là hướng đi đúng đắn cho việc tạo dựng một xã hội phát triển ổn định và bền vững. Vâng, thưa quý vị, thật khó để nói hết vai trò của gia đình đối với xã hội, nhất là khi mà chúng ta nhìn nhận đầy đủ vị trí, vai trò, chức năng của gia đình trong xã hội hiện nay. Gia đình là một hệ thống mối quan hệ giữa vợ và chồng, cha mẹ với con cái, anh chị em với nhau và ông bà với các cháu chắt. Cho nên yếu tố huyết thống và tình cảm là nét căn bản nhất của gia đình. Nhưng mà xét rộng hơn và đầy đủ hơn thì gia đình không chỉ là một đơn vị tình cảm, tâm lý mà còn là một tổ chức kinh tế, tiêu dùng, một môi trường giáo dục, văn hóa, một cơ cấu thiết chế xã hội đặc biệt. Và với tất cả những cái đặc điểm đặc biệt đó thì cho thấy gia đình có một vị trí vai trò cực kỳ quan trọng trong sự phát triển của xã hội nói chung. Ngay từ quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về gia đình thì người cũng từng khẳng định quan tâm đến gia đình là đúng, vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình. Chính vì vậy muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội là phải chú ý đến hạt nhân cho tốt. Bác cũng nói trong một nhà phải trên thuận dưới hòa, bỏ thói mẹ chồng hành hạ nàng dâu, dì ghẻ ghét bỏ con chồng, ăn tiêu có kế hoạch, cưới hỏi dỗ Tết nên tiết kiệm, ăn ở sạch sẽ, thân mật và sẵn lòng giúp đỡ làng xóm láng giềng, gia đình hăng hái tham gia việc nước, ai ai cũng phải biết chữ.
bác kết luận rằng trong một nhà như thế thì nhất định là phát đạt. Vậy trong thực tiễn thì vai trò, vị trí, chức năng của gia đình được thể hiện thế nào? Liệu rằng những cái gì mà tồn tại trong đời sống các cái gia đình hiện nay thì đã đảm bảo được các cái chuẩn mực như chính bản chất của nó? Điều này thì đòi hỏi phải có sự đánh giá nhất định từ các cái khảo sát của các cơ quan chuyên môn, hoặc là ít nhất phải có từ các cái chuyên gia. Nhưng mà qua thực tế thì cũng không khó để nhận ra rằng phần đa là mỗi một người đều làm mọi việc để bản thân tốt lên và gia đình mình tốt lên, sau mới là góp phần xây dựng xã hội tốt lên. Theo đó thì mỗi thành viên và mỗi gia đình đều nỗ lực với công việc của mình, vừa để phát triển bản thân, vừa góp phần vào sự phát triển của gia đình và xã hội. Và mục tiêu cuối cùng của mỗi người bố, người mẹ trong gia đình cũng đều vì xây dựng gia đình hiện tại và vì con cái trong tương lai. Con cái nỗ lực cũng vì tương lai của bản thân và để ông bà cha mẹ yên lòng về mình. Còn ông bà thì cũng nỗ lực sống tích cực để noi gương cho con, cho cháu và giảm bớt gánh nặng cho con cháu trong việc chăm sóc mình. Nhưng mà cũng không ít người vì lợi ích cá nhân mà ít quan tâm đến việc xây dựng sự phát triển chung của gia đình, thậm chí còn gây tổn hại đến người nhà mình, gia đình mình. Những cái trường hợp như vậy thì dễ gây nên những cái mâu thuẫn bất hòa trong gia đình. Dù các cái mâu thuẫn ấy là lớn hay nhỏ thì cũng đều ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của gia đình và xã hội. Ít thì cũng làm kém hiệu quả công việc, nhiều là gây ảnh hưởng đến người khác hoặc có thể gây ra những cái sự việc đáng tiếc trong gia đình và xã hội. Hiện nay có lẽ dư luận vẫn chưa quên vụ việc ba cô con gái dùng xăng đốt nhà mẹ ruột do mâu thuẫn trong việc phân chia đất ở tỉnh Hưng Yên vào năm 2022 gây phẫn nộ dư luận. Vụ việc đã khiến người mẹ và hai con gái tử vong, một người còn sống sót và bị xử phạt hơn 22 năm tù giam. Đây là ví dụ điển hình cho sức ảnh hưởng của gia đình đến xã hội. Bởi vụ việc đã làm mất đi sự hòa thuận trong gia đình, gây ảnh hưởng xấu đến văn hóa gia đình, gây mất trật tự xã hội, tổn thất về tài sản và những hệ lụy khác. Trong thực tiễn hiện nay, mâu thuẫn gia đình cũng tồn tại không ít, với nhiều tình huống khác nhau và gây ảnh hưởng xấu đến xã hội. Một gia đình mà không tốt, có những cái bạo lực gia đình, đấy, có cái bất bình đẳng giới thì sẽ kéo theo rất là nhiều hạn chế, gây nhiều những cái gánh nặng cho xã hội. Ví dụ như là có một cái gia đình mà thường xuyên bạo hành, đấy, thì sẽ ảnh hưởng đến khu dân cư. Đấy. Thế và khi bạo hành thì có thể là dẫn đến thương tật, thì sẽ phải đến các bệnh viện để điều trị. Đấy, thì sẽ lại gây tốn kém cho các công tác của các cơ quan nhà nước. Đấy, và cũng ảnh hưởng đặc biệt là đến tâm lý của những người sống trong gia đình. Nhưng ngược lại, có rất nhiều những gia đình họ cố gắng nâng niu từng chút để nhân lên hạnh phúc gia đình. Thậm chí có nhiều trường hợp xảy ra mâu thuẫn cũng nỗ lực hàn gắn những vết thương tình cảm, nỗ lực gây dựng hạnh phúc gia đình từ mọi phía. Ví như những cuộc tìm kiếm người thân bị thất lạc chỉ với một chút hy vọng, hay sự bao dung giúp đỡ với người lầm lỗi khi họ nhận ra việc làm sai trái của mình và muốn khắc phục, hoặc sự đùm bọc lẫn nhau để cùng vượt qua những khó khăn hoạn nạn. Trước những tình huống, những câu chuyện trong xây dựng phát triển gia đình, dù theo hướng nào cũng đều có những tác động lớn đến xã hội. Nhưng tác động tích cực hay tiêu cực thì cũng còn phụ thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi người trước thực trạng đó. Trên cơ sở của gia đình thì những cái nào là gia đình nào người ta thực hiện được tốt ấy, chúng ta cũng nên phải áp dụng vào thực tế cuộc sống trong gia đình của mình để phát triển. Còn những cái trường hợp bây giờ gia đình còn gặp nhiều khó khăn trên cơ sở đó là mình phải tìm hiểu nguyên nhân trên cơ sở đó để mà giáo dục, để mà trên cơ sở đó là đòi bỏ đi. Với những ai thực sự muốn mình có một cuộc sống phát triển toàn diện thì ngoài phát triển bản thân, chắc chắn không thể thiếu yếu tố gia đình. Bởi gia đình là chỗ dựa tin cậy dù bạn thành công hay thất bại. Vâng, thưa quý vị, trải qua nhiều thế hệ gia đình Việt Nam thì được hình thành và phát triển với chuẩn mực giá trị tốt đẹp, từ đó thì góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Những cái giá trị truyền thống quý báu như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù sáng tạo trong lao động, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách và được gia đình Việt Nam vẫn luôn giữ gìn, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước.
Qua nhiều thời kỳ phát triển thì cấu trúc và quan hệ trong gia đình Việt Nam có thay đổi, thế nhưng mà chức năng cơ bản gia đình thì vẫn còn tồn tại và gia đình vẫn luôn là một nhân tố quan trọng không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Gia đình là một trong những cái nhân tố quan trọng quyết định sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Coi đầu tư cho gia đình chính là đầu tư cho sự phát triển bền vững. Gia đình có trách nhiệm với các cái thành viên và với xã hội. Nhà nước và xã hội có trách nhiệm bảo vệ sự ổn định cũng như sự phát triển của gia đình. Và xây dựng gia đình thì phải luôn gắn với sự nghiệp giải phóng phụ nữ. Cán bộ, đảng viên có trách nhiệm gương mẫu chăm lo xây dựng chính gia đình mình và vận động nhân dân cùng thực hiện. Và mỗi quốc gia, mỗi dân tộc muốn tồn tại và phát triển đều phải biết cách chăm sóc và bảo vệ gia đình, tạo nên cái không khí vui vẻ khiến cho mọi thành viên đều cảm thấy hạnh phúc. Bởi vậy, việc xây dựng gia đình hạnh phúc phát triển toàn diện, bền vững cần rất nhiều yếu tố. Ngoài sự chủ động của mỗi thành viên trong gia đình thì cần có sự kết nối không ngừng của các thành viên trong gia đình với nhau và với xã hội. Mặt khác thì Đảng và Nhà nước thì cùng các cái tổ chức chính trị xã hội từ trung ương đến địa phương thì cũng thường xuyên quan tâm đến việc phát triển đời sống gia đình bằng những việc làm thiết thực. Một gia đình lành mạnh đòi hỏi phải có các yếu tố cơ bản như sức khỏe tốt, tình thân gắn kết, quan tâm, tôn trọng và thấu hiểu, chia sẻ lẫn nhau, kinh tế vững, nếp sống tiến bộ, văn minh và gìn giữ được các giá trị văn hóa truyền thống. Để có được điều đó, Đảng và Nhà nước ta vẫn luôn quan tâm và có nhiều chủ trương chính sách nhằm giữ gìn giá trị gia đình và tạo mọi điều kiện để các ngành, các cấp và mỗi cá nhân chăm lo xây dựng gia đình Việt Nam no ấm hạnh phúc. Trong đó, phụ nữ có vai trò to lớn trong việc này. Cùng với đó, bản thân mỗi người, mỗi gia đình cũng cần có ý thức và trách nhiệm trong việc xây dựng gia đình phát triển, đồng thời có những cách để mỗi thành viên trong gia đình giữ gìn và phát huy được nếp sống văn hóa từ truyền thống đến hiện đại. Trong gia đình, con cháu ở trong nhà gia đình thì từ làm nhà cửa lên thì các ban học hỏi bảo các con các cháu thì nó cũng không có ai để ấy, là các cũng chịu khó mà cũng đôn đốc làm việc thì các con các cháu cũng không hư hỏng, không có vấn đề gì để trong gia đình ấy, thì bảo gia sư bảo làm gì các con các cháu cũng làm mà rửa bát quét nhà học hành cũng đi đúng giờ đúng giấc, về nhà quê thì các con cũng rất là vui vẻ, không chơi bời thì các con cũng rất vui ở trong gia đình. Cũng bởi sự quan tâm và trách nhiệm của mỗi người, mỗi nhà đến việc xây dựng gia đình thông qua những hành động cụ thể trong cuộc sống hàng ngày đã tạo nên rất nhiều tế bào lành mạnh của xã hội. Nhà bà là có 3 thế hệ, con ăn, con tôi, con của chúng mình, 2 ông bà già trông nom, các con cháu rất là hiếu thảo. Không thể phủ nhận giá trị của gia đình đối với xã hội, bởi gia đình là một thế giới thu nhỏ. Ở đây, nếu cuộc sống được đảm bảo bình đẳng, thuận hòa, ấm no, hạnh phúc, thì thế giới sẽ phát triển phồn thịnh. Vâng, thưa quý vị, những ngày này thì chúng ta đang cùng xây dựng những hành động đẹp để hướng tới kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Sự kiện này thì dần trở thành ngày hội trên mọi miền đất nước, một nét đẹp văn hóa, nơi mà tình yêu thương và sự chia sẻ được tôn vinh. Trong bối cảnh chịu nhiều tác động của toàn cầu hóa và kinh tế thị trường, cấu trúc và quan hệ gia đình Việt Nam thì có những thay đổi, thậm chí có những cái thay đổi có thể làm mai một truyền thống. Thế nhưng giá trị cơ bản của gia đình vẫn luôn là điều thiêng liêng đối với mỗi người Việt Nam. Gia đình vẫn là thiết chế giữ được nhiều nhất nét văn hóa truyền thống tốt đẹp. Nói là vậy nhưng tất nhiên, đối với đại đa số người Việt Nam thì gia đình vẫn luôn là chốn đi về. Đáng mừng là khái niệm đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm tới nay cũng được bổ sung những cái giá trị mới, như là không chỉ với người vợ có trách nhiệm giữ gìn ngọn lửa ấm áp trong gia đình mà cả người chồng, con cái cũng cùng vun đắp mái ấm. Và nhân Ngày Gia đình Việt Nam sắp tới thì ekip thực hiện chương trình xin được chúc cho mọi gia đình đều được ấm no, hạnh phúc và bình an. Đến đây thì tôi xin được kết thúc nội dung bình luận của mình trong chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.